Theo dự thảo này, việc áp dụng chương trình sách giáo khoa mới chỉ được thực hiện ở những trường đã có đủ điều kiện về giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục. Việc tổ chức được thực hiện đề án chia làm hai giai đoạn, từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2016 và từ tháng 7 năm 2016 đến năm 2022. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 sẽ hoàn thành nghiên cứu cơ sở khoa học về đổi mới chương trình sách giáo khoa, hoàn thành việc xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học thử nghiệm. Sang giai đoạn thứ hai, từ tháng 7 năm 2016 sẽ hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn của các lớp học còn lại. Việc thử nghiệm sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, theo cấp học, bắt đầu thử nghiệm đồng thời từ các lớp đầu cấp, lớp 1, lớp 6, lớp 10 của cả 3 cấp học. Dự kiến việc thử nghiệm sẽ diễn ra ở khoảng 2% số trường trên cả nước.